Hả? Tiểu tử này cũng biết kiếm bộ sao? Đó đâu phải là kiếm bộ, chỉ là học đòi bắt chước mà thôi. La Trinh đang mô phỏng kiếm bộ của ta hay sao? La Trinh huynh mới lĩnh ngộ được kiếm ý mà đã thi triển được kiếm bộ rồi, thiên phú này. Từ trưởng lão, có phải cũng phát hiện thấy gì đó không đúng hay không? La Trinh đó đang mô phỏng kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Tính giác ngộ của người này đúng là kinh ngạc. Mặc dù rất có thiên phú nhưng đáng tiếc hắn chỉ là tiên thiên nhị trùng, muốn thắng Gia Cát Hy rất là khó. Nhưng ta lại có cái nhìn khác về có nhìn khác với từ trưởng lão. Ta cảm thấy tiểu tử này thậm chí còn có thể tiến vào top 30. Top 30 đó còn phải đợi hắn ta đánh bại các đệ tử chân truyền đã. Huỳnh mô phỏng theo Hoa Thiên Mệnh thì làm được gì? Kiếm bộ đâu phải do Hoa Thiên Mệnh sáng tạo ra. Mặc dù không thể so sánh với Hoa Thiên Mệnh, nhưng có thể đánh được công kích của Gia Cát Hy, trong Thanh Vân Tông có mấy người có thể làm được. Ngoài chạy ra ngươi còn biết làm gì nữa? Ngươi không xứng làm võ giả. Vù. Kiếm bộ càng lúc càng nhuần nhuyễn rồi. Hừm, tưởng rằng cứ chạy thì không cách nào bắt được ngươi hay sao? Có thể tu luyện ra hai luồng chân nguyên, Gia Cát Hy này thể chất dị thường, có hai đan điền sợ rằng có thể giết chết đối thủ bất cứ lúc nào. Văn đạo sư đừng hoảng, bất kể thế nào Na Trinh huynh nhất định sẽ có cách giải quyết. Chúng ta hãy thanh toán hết thù cũ hận mới một lượt đi. Dẹp Liễu Nghị Loan Phong Thiết. Bùm bùm bùm. Liễu Nghị Loan Phong Thiết này không có điểm yếu, chỉ cần ngươi ở trong đấu trường thì sẽ phải chịu công kích. Ta xem ngươi đỡ thế nào. Dẹp lại chạy sao? Ta hiện tại muốn xem ngươi chạy thế nào. Chạy, tại sao ta lại phải chạy? Cơ thể càng lúc càng nhẹ. Không tồi. Vù. Thần chiếu cảnh mới có thể bay sao? Sao có thể như vậy được? Na Trinh đang bay sao? Không, đó hình như là bị gió thổi bay đó. Bị gió thổi bay sao có thể? Hắn đâu phải là diều, là dựa vào tốc độ, sau đó thuận theo hướng gió để bay lên. Khó trách ngay cả Gia Cát Phong cũng bị bại dưới tay hắn. Còn gió ngược lại sợ rằng sẽ thay đổi mắt gió. Ta vẫn chưa từng thử qua chuyện này, nhưng hiện ta phải liều mạng với hắn. Vẹt bùm bùm bùm. Không có chỗ nào có thể lấp được nữa sao? La Trinh, tại sao lại không thua, lại không nhận thua? Thì lại thua một hai trận đâu có sao, chẳng may chết rồi mới khổ. Kỳ thực chỉ cần xuất tuyến là được. Thậm chí có vài đệ tử che giấu thực lực đã cố tình nhận thua. Không, muốn đứng trên đỉnh của võ đạo thì quyết không thể đầu cơ trục lợi. Ta sẽ không nhận thua để hủy hoại tâm võ đạo của ta đâu. Hừm, hả? Hình như loại phong thiết của Gia Cát Hy không có đặc biệt mạnh gì, xem ra cơ thể của ta còn trụ được. La Trinh, nhanh nhận thua, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. Nha, ngươi Bùi Sư Ca, xem ra sợ rằng kim trung tráng của huynh không thể so được với cơ thể này của La Trinh. Càng ngày càng thú vị, ta thật sự muốn đục hai lỗ chân người của hắn xem sao. Cơ thể của hắn thật sự không biết là đã tu luyện thế nào, nhưng cơ thể cường hãn như vậy thì ngay cả sư muội cũng không đục được đâu. Vẫn chưa giao đấu lại nói ta không đục được. Phế vật giống như Gia Cát Hy này, ta chỉ nháy mắt thôi cũng đã đủ hạ cô ta rồi. Ngựa hỏng rồi, mắt gió nạn rồi. Đáng ghét, phải làm sao? Né phong nhận hay là quyền thủ? Vụt dầm. Đệ tử Tiểu Vũ Phong La Trinh thắng. Đánh đẹp lắm La Trinh, con đã đánh bại Gia Cát Hy giỏi lắm. Thiên nhị trùng vào được top 100 trong thanh phân bảng. Nếu La Trinh này mà đạt đến thần chiếu cảnh thì há chẳng phải sẽ giành được danh hiệu đệ nhất hay sao? Thậm chí còn có thể giúp Tô đạo sư thoát nạn. Nhưng có lẽ là toàn phong lại tỉ nạn sao?
Trận thứ 33, La Trinh đã đánh bại được Gia Cát Hy thì đã làm sao? Gia Cát Hy vốn đã không giỏi đơn đấu. Cái La Trinh cần được vào sức mạnh của cơ bắp. Có lẽ đã có được cơ duyên đặc biệt gì đó, chứ hoàn toàn không phải là do bẩm sinh. Hoa Thiên Mệnh 56, La Trinh 27, Cửu Trọng Phong. Không cần nói nữa, chắc chắn là La Trinh đã lợi hại rồi. Đủ rồi đó, Triệu Chiêu. Chỉ có cậu có mắt biết được Hoa Thiên Mệnh đã lĩnh ngộ được trở thành kiếm ý thôi hả? Hoa Thiên Mệnh còn chưa đánh hết sức, kiếm cũng chưa rút ra khỏi vỏ kìa. Vậy thì đã sao? Không lẽ La Trinh không che giấu thực lực hay sao? Người cho là La Trinh thắng, có giỏi thì đặt cược hết cho hắn đi. Sao ngươi biết ta chưa đặt? Mới bắt đầu ta đã đặt hết cho La Trinh, bây giờ đã tăng gấp 3 lần rồi. Còn ngươi thì sao? Ngươi có dám đặt hết toàn bộ cho Hoa Thiên Mệnh hay không? Cố lên La Trinh. Triệu Trinh tôi mê cờ bạc, mấy năm nay đều thua nhiều tiền, thua nhiều thắng ít. Thế nhưng sau trận đấu này, tôi sẽ đặt cược hết cho cậu. Tôi muốn đặt phải là thắng. Thi đấu nhóm kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn 13 người duy trì được toàn thắng. Chỉ có mỗi cậu và Hoa Thiên Mệnh là Tiên Sinh Ninh, còn những người khác đều là Thần Chiếu Cảnh. Mấy trận đấu tiếp theo đều sẽ vô cùng ác liệt, nếu thật sự cảm thấy không ổn thì hãy nhận thua đi. Văn sư phụ người yên tâm đi, tôi biết chừng mực. Cuộc thi tấn cấp bắt đầu. Nhóm đầu tiên, Tiểu Vũ Phong La Trinh đánh với Kiểu Trọng Phong Chu Đan. Thành tích thắng liên tiếp của La Trinh có lẽ đến đây là kết thúc. Chu Đan thế nhưng chính là đệ tử trong top 50 của thanh vân bảng đó. Tôi lập tức đặt cho Chu Đan thắng, thế nhưng tỷ suất cũng thấp quá đi. Lúc trước còn đã đánh bại Hắc Minh, đệ tử bên trong của Cửu Trọng Phong, thế nên bọn họ nhất định có mức ôm hận trong lòng, quyết sẽ không chịu để yên. Ta e rằng Chu Đan sẽ đấu sinh tử với con. Bộp. Văn sư phụ, bất kể đối thủ là ai, con nhất định cũng sẽ giúp toàn lực ứng phó, quyết sẽ không lùi nửa bước đâu. Xin lỗi La Trinh, ta đáng lẽ nên tin tưởng vào con. Ngươi chịu thua đi. Chu Đan, Cửu Trọng Phong Thần Chiếu Cảnh. Ta xuất thân là đệ tử của Cửu Trọng Phong, bình thường sư phụ đều vô cùng quan tâm chăm sóc chúng ta. Bây giờ ngươi khiến Hắc Minh thảm bại, nên hắn đã nhờ ta đòi lại vốn ân nãi trong trận đấu lần này. Vậy sao ngươi lại nói với ta mấy chuyện này? Bởi vì ta cũng cho rằng lỗi sai là ở Hắc Minh, ngươi báo thù cho Đồng Phong thực ra không hề có lỗi. Vậy thì ngươi cũng có thể vì thế mà giúp Bắc Minh báo thù. Ngươi nói không sai, thế nhưng ta không muốn làm hại đến tính mạng của ngươi. Chu Đan huynh có thể cần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, La Trinh tôi vô cùng bại phục. Thế nhưng bây giờ thắng thua vẫn còn chưa định. Hơn nữa cho dù tôi có bại đi chăng nữa, thì Chu Đan huynh vẫn có thể giữ lại cho tôi một chút khí tàn để xin thua không phải là được rồi sao? Đúng là ta chưa từng nghĩ đến phương án này. Nếu đã như thế, vậy thì bắt đầu đi. Chân nguyên hóa hình mực nước, thật là thần kỳ. Thế nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, mình nhất định sẽ không sử dụng đến chân nguyên. Vù xẹt. Phong. Thật là không cử động được rồi, bị phong ấn rồi. Xẹt. Đã mở tất cả 7 dòng rồi, vậy mà vẫn không hề bị sứt mẻ chút nào. Tiếp tục. Vù. Chiêu này gọi là Ngũ Phương Phong Tuệ Quyết. Cho dù lực sát thương của nó có mạnh hơn nữa thì cũng phải sau 5 lần công kích mới có thể phá được vỡ. Còn chữ phong trên tay trái của ngươi thì chính là Phong Tuệ Quyết, có thể phong bế sức mạnh và chân nguyên. Thế nên tay trái của ngươi tạm thời không thể cử động được. Mặc dù ngươi không thể phá được Phong Tuệ Quyết, thế nhưng sau 1 giờ Phong Tuệ Quyết này sẽ tự động được hóa giải. Không thể phá được. Xoạt. Vụt. Hay lắm, là ta đã ngâm cùng rồi, coi thường ngươi rồi. Thế nhưng chỉ phá vỡ Phong Tuệ Quyết của ta thì vẫn chưa đủ. Tiếp chiêu đi. Đi. La Trinh huynh cẩn thận, nguyên lực của sát tự quyết này vô cùng khủng khiếp, huynh cẩn thận ứng phó. Thì ra là thế. Chả trách mình không cảm nhận được chút sát ý nào bên trên người của Chu Đan. Hóa ra tất cả sát khí đều đã tập trung hết vào trong sát tự quyết này.
Dầm. Rắc rắc. Chiêu này của chú Đoan thật là đáng sợ. A Trinh chắc chắn là thua rồi. Chiêu sát này không chỉ mình nó bằng sức mạnh mà còn có thể phản lại cả đòn tấn công của A Trinh. Tiếp theo đây, cậu ta có thể đứng lên hay không? Còn không dám chắc nữa rồi. Thì ra là vậy, chỉ cần thua đó. Chỉ cần A Trinh thua thì tôi có thể mang theo tiền thắng cược trở về rồi. Đứng dậy nhận thua đi. Xem ra không thể không dùng đến chân nguyên rồi. Không thể nghi ngờ gì nữa. Cơ thể của La Trinh sợ là đã đạt đến cấp linh khí rồi. Chỉ là không biết là cơ duyên gì. Phừng phừng phừng. Mà La Trinh dùng đến chân nguyên rồi. Lại còn là lại chân nguyên rất đặc biệt nữa. Tôi cũng đã quên mất. Cậu ta đánh đến bây giờ thậm chí còn chưa sử dụng đến chân nguyên. Chuyện gì thế này? Nếu ta không nhầm thì chân nguyên trong tay La Trinh hình như là thiên ma chân nguyên. Tên tiểu tử này vậy mà đã luyện thành thiên ma chân nguyên làm sao? Hắn đã đột phá vào thư thiên khác, cướp mất thiên ma thần quyền. Thiên ma thần quyền đặt tại thiên thư các cả trăm năm nay. Đã từng có ba người lấy được, hai người trong đó không có tu thành, còn một người thì đã bị lẫm thúc ngăn không cho luyện. Không ngờ thiên ma thần quyền này cuối cùng lại vẫn có người luyện thành. Thiên ma thần quyền dù sao vẫn là công pháp bậc thánh. Trước giờ đều nói rằng dựa vào thân thể của loài người thì không thể tu luyện. Thật sự không thể. Thật sự không hiểu rốt cuộc tại sao tiểu tử này có thể luyện thành. Không thể tu luyện. Đối với 300 quận phía đông này, quả thật là hơi khó khăn. Thế nhưng còn đối với thế giới mà nói, vụt, xoẹt. Sát giản thủ này là thứ Phiên chỉ dùng để đối phó với đệ tử chân truyền. Thế nhưng là người quân tử thì sao có thể giữ lại thực lực tùy tiện nhận thua được vậy. Thập tam tuyệt sát trận. Thiên ma mị ảnh xuất. Vù. Thập tam tuyệt sát trận có thể bóp nát linh khí. Vậy thì thiên ma mị ảnh có thể so với tiên khí rồi. Thế nhưng chân nguyên, võ giả lợi dụng chân nguyên để hóa hình, bình thường vốn không thể cứng rắn đến vậy. La Trinh cậu dựa vào cái gì? Dẹp. Dù sao ngươi cũng chỉ có tiên thiên nhị trùng, không vượt qua được ta đâu. Với uy lực của thập tam tự quyết sát, ba sát tự mới có thể bù lại một thiên ma mị ảnh. Nhưng hôm nay chỉ có thập tự sát, uy lực còn lại căn bản sẽ bị suy giảm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chân nguyên này đang biến dạng, lại ngưng kết lại thứ ta. Cái này cũng quá vô sỉ đi. Hoa sư đệ đệ thấy thế nào? Trước đây ta đã từng gặp qua, nhưng hiện tại cũng không thể hiểu. Nghe he. Còn Tạ Vân thì sao? Tiểu tử Ngô Tào này muốn hỏi ta sao? Hoa sư đệ thiên phú tuyệt đỉnh như vậy, còn không hiểu rõ, ta làm sao có thể hiểu được? Ngô Tào, ngươi đừng hỏi ta. Ta cảm thấy tu vi của hắn có lẽ đã hơn công pháp cao gia rồi. Đông vực chỉ là một trong những ngũ vực mà thôi. Lẽ nào thế giới rộng lớn như vậy lại không có công pháp nào khác thiên địa huyền hoàng hay sao? Tất cả bí mật này cần đợi lúc ta ra khỏi Đông Vực, sau khi trải nghiệm trong thế giới rộng lớn mới có thể tiết lộ. Tất cả những gì ta nghĩ đều là tranh giành vị trí trưởng lão trong Thanh Vân Tông mà thôi. Không ngờ rằng Hoa sư đệ tuổi này còn trẻ như vậy, đã có tầm nhìn sâu rộng ra cả thế giới như vậy. Xoẹt xoẹt, vút. Xoẹt. Chỉ có một phòng ngự tự quyết cuối cùng. Đáng ghét, bại lộ con bài cuối cùng thì vẫn nên nhận thua để bảo toàn lực lượng. Không được, quân tử chí đạo sao có thể nhận thua? Ngàn vạn lần không ngờ được rằng nhanh như vậy đã bị bước đến mức độ phải xuất chiêu này rồi. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thực tác vị nhật tinh. Châu Đan đang viết chính khí ca. Thứ hạ nhiên chính khí hư vô huyền ảo như vậy cũng có thể tìm hiểu ra được. Xong. Boom boom, jet.
Ta không tin chỉ với chút chân nguyên đó có thể làm đến bất tử bất diệt. Sau khi công kích một số lần nhất định, có lẽ sẽ không thể phục nguyên. Thiên ma mị ảnh chính xác, công kích nào bất tử bất diệt? Trước tiên ta phải đối phó với chính khí ca đã. Chính khí ca không thể bị phá vỡ. Hắn như vậy là muốn làm gì? Boom. Cuối cùng cũng phân tách ra rồi sao? Lúc trưởng sao có thể? Xem ra không nên dây dưa quá lâu với thiên ma mị ảnh đó. Chỉ cần đánh bại Na Trinh, thiên ma mị ảnh cũng ắt tự phá. Xoẹt. Boom. Các ngươi nhanh nhìn lại. Không thể chứ. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Vụt vụt vụt. Xoẹt. Phượng tường tinh thạnh, khai triển toàn bộ năng lượng. Xoẹt. Hỏng rồi, đây là góc chết. Hết cách rồi, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Dầm. Tốc độ của Na Trinh thật sự rất nhanh, nhưng hắn lại thiếu biến số. Hắn đã hết đường để đi rồi. Không ngờ thắng được ngươi lại vất vả như vậy. Kiếm bộ. Hỏng rồi. Chính khí ca bị tiêu hủy rồi. Cơ hội. Dầm. Dừng lại, ta cho huynh một cơ hội nhận thua. Na Trinh huynh tấm lòng rộng lượng, cho đan ta vô cùng bái phục. Trận này ta nhận thua. Tiểu Vũ Phong, Na Trinh thắng. Đã thua rồi sao? Nhanh vậy sao? Châu Đan hiểu đạo. Đến điểm cuối cùng ắt sẽ tự dừng. Thua thì thua thôi. Uhu, phương tinh thạch của ta thua sạch rồi. Thắng rồi. Hiện ta có trên vạn phương tinh thạch. Tiếp tục đặt cho Na Trinh. Na Trinh huynh thật sự là phúc tinh của Tiểu Vũ Phong chúng ta. Có lẽ Na Trinh thật sự có thể giúp Tiểu Vũ Phong chúng ta từ thứ hạng thấp kém đến thứ hạng chính thức. Hai vị đệ tử của Ác Nhân Phong đã nhận thua trong cuộc đối đầu với đệ tử của Tiểu Vũ Phong, Na Trinh. Bước vào vòng đấu tiếp theo, vòng tuần hoàn. Đấu tuần hoàn, đệ tử chân truyền phải gia nhập rồi. Trận tiếp theo, đệ tử chân truyền, Vương Doãn với Hoàn Minh Phong, Bố Tinh Vũ. Trận đầu tiên của Vương Doãn đó. Sao Toàn Phong lại tính lần trước, hắn đã mai thanh nhận tích. Lần này không biết hắn đã tiến bộ thế nào rồi. Thật kỳ vọng trận đấu của hắn với La Trinh. La Trinh, ta muốn đấu với người một trận. La Trinh đừng ứng chiến. Hiện giờ không phải là lúc chúng ta nên giao đấu. Ngươi sợ, yên tâm, ta sẽ không để người khác nói là ta ý lớn hiếp nhỏ đâu. Ta cũng sẽ chỉ dùng tu vi ở mức tiên thiên sinh linh để cùng ngươi giao đấu một cách công bằng. Ta sợ Vương Doãn không cần ngươi phải áp chế tu vi. Nếu đến lượt ta làm đối thủ của ngươi thì ta sẽ có thể đánh bại ngươi. Ta nghe nhầm chứ sao? Na Trinh quả thật mạnh hơn Vương Doãn năm đó nhiều. Thế nhưng hiện giờ Vương Doãn đã là cấp thần chiếu cảnh rồi đó. Có kịch hay để xem rồi. Được, nếu vòng này ngươi không bị bại thì chúng ta cuối cùng cũng sẽ có cơ hội giao đấu thôi. Bố Tinh Vũ, Hoàng Linh Phong, thần chiếu cảnh. Vương Doãn, mời ngươi chú ý một chút. Đối thủ của ngươi hiện tại là ta. Đối thủ của ta là ngươi. Đúng là Vù. Nếu ngươi đã hoành hoang tự chui đầu vào lưới thì đừng có trách ta. Cái nơi này thế nhưng không thể một Cái nơi này thế nhưng không một kẽ hở đó. Cho dù có là linh khí thì nơi này của ta cũng có thể cắt đứt. Vù. Đó là tà công. Hành Vân Tông không cấm tu luyện tà công, thế nhưng không thể vì để tu luyện tà công mà giết người. Tà công, con đường này không hề dễ đi. Thế nhưng một khi luyện thành rồi thì sẽ mạnh hơn các võ giả bình thường cung cấp rất nhiều. Duyệt. Phụt. Không được, vòng đấu này sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng sau cùng của mình, không thể thua được. Vù. Chưa có ép ta. Là ngươi hiếp người quá đáng trước. Chưa có trách ta biến ngươi trở thành tàn phế.
Kim hoa thần phiến, vèo. Bạch cốt ngưng thần thuật, phừng phừng phừng. Áo giáp còn có thể tiến hóa. Tuyệt chiêu của mình mà lại không thể ảnh hưởng chút nào đến áo giáp của hắn. Ta nhận thua. Vậy mà đã nhận thua rồi, còn chưa nhìn thấy những vũ khí khác của vương dọn nữa kìa. Cắt. Chỉ mình cái này ngươi phá đại được, ngươi phá giải được sao? Xem ra vương dọn không phải chỉ biết nói khoác. Vòng thứ năm, tiểu vũ phong Na Trinh đối với đệ tử thân truyền Vương Nghiên Địa, Vương Nghiên Diệu. Na Trinh, cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là tâm trạng không tốt, rất muốn đánh người. Gừ. Wow, đẹp trai quá. Vương Nghiên Diệu, người này thật là buồn nôn, lần nào ra trận cũng phải gây xôn xao như vậy. Mà sư muội không muốn tính nợ với hắn, không muốn tính với hắn món nợ kia. Hắn không đáng để muội ra tay. Chỉ có điều thật sự gặp phải thì muội sẽ cho hắn đẹp mặt. Cuộc hẹn 3 năm trước của chúng ta còn chưa tới, ngươi không cần phải căng thẳng. Ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình? Ha ha, đúng là nực cười. Chỗ nào đáng cười? Thứ nhất, ta không cần ngươi phải hạ thủ lưu tình, ngươi không đủ tư cách. Thứ hai, ngươi muốn giành được lòng của Na Yên, muội muội của ta, thì thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cái gì muội muội của Na Trinh là Na Yên? Trời ơi, nếu thật sự là vậy thì thiên tư của hai người huynh muội này cũng quá biến thái rồi. Chả trách Na Trinh lại đột nhiên trở nên khác thường như vậy, hóa ra là vì Vương Nghiên Diệu có ý đồ với muội muội của hắn. Dẹt. Vương Nghiên Diệu, thần chiếu cảnh, đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông. Không tồi Na Trinh, ngươi ban nãy đã thành công chọc giận ta rồi, nhưng ngươi chưa có nghĩ rằng kích động ta thì sẽ khiến ta phân tâm, mà ngược lại ngươi sẽ phải trả cái giá đắt cho những hành động mà mình nói. Soạt. Từ trưởng lão, chức tông chủ này của ta có phải là càng ngày càng không có cảm giác tồn tại rồi hay không? Lời này của tông chủ là có ý gì? Đệ tử có tiềm năng như vậy, lại còn là anh trai của La Yên, người làm tông chủ như ta vậy mà lại không hề biết. Này, ta chỉ là muốn hỏi mấy nghị trưởng kia, Na Trinh vẫn còn chưa bước qua bất cứ mật địa tu luyện nào phải không? Mắt của họ có phải để trên đầu, trên mông rồi hay không? Vậy mà lại không có lấy một người báo lên, đi điều tra cho ta. Vâng, lập tức đi điều tra. Vù, xẹt. Đến đúng lúc lắm, xem ta dùng thiên ma chân khí hấp thụ hết hoa sen của ngươi như thế nào. Bùm bùm bùm. Dẹt. Ta biết chân nguyên của ngươi rất là kỳ dị. Lần trước ở trong luyện ngục sơn gần như đã có thể nuốt hết hoa sen của ta. Thế nhưng ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào luồng chân khí này là có thể thắng nổi ta hay sao? Hừm. Dẹt. Boom. Đối phó với ngươi vốn dĩ không tính sẽ dùng chiêu này, nhưng ta muốn khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là mấy chục lần trọng lực mà thôi. Ta xem ngươi sắp bay lên trời đợi, sắp bay lên trời rồi đó. Duyệt. Nếu đã là như thế, vậy hãy để ta đến phá trận của ngươi. Chỉ là phút trọng lực sao? Liêm hoa nhất chỉ. Boom. Chỉ là trọng lực mà ngươi đã không thể ứng phó nổi rồi. Ngươi ngay đến cả tư cách để ta rút vũ khí ra cũng không có. Vương Nghiên Diệu mạnh quá, chỉ một ngón tay đã có thể ấn Na Trinh xuống đất. Này phải có sức mạnh nên đến cỡ nào chứ? Sức mạnh thứ áp chế Na Trinh không phải là sức mạnh của Vương Nghiên Diệu, mà là Vương Nghiên Diệu mượn lực của liên hoa dưới chân của hắn thay đổi trọng lực của sân đấu. Na Trinh, ngươi không phải tự cho mình là mạnh lắm hay sao? Thế nào mà ngay cả một ngón tay của ta cũng không địch lại được? Đã lâu không được hưởng thụ ô tuyển rồi, đến vài lần nữa đi. Phi đao của ngươi đâu? Linh hồn công kích của ngươi đâu? Thế nào, không nỡ dùng hay sao? Hóa ra Na Trinh còn có vũ khí phi đao cậu ta tôi thường dùng qua kìa. Linh hồn công kích cho dù là thần chiếu cảnh cũng rất khó khống chế. Tên Na Trinh này thật sự là cao thâm khó lường. Ta thật sự không mạnh,
nhưng vẫn còn mạnh hơn Vương Nghiên Giấu ngươi. Chỉ dựa vào chút trọng lực này mà muốn áp chế ta, vậy thì phải khiến ngươi thất vọng rồi. Giống như thỏ đế vậy, chỉ biết chạy thôi sao? Wing Boom. Ai nói ta chỉ biết chạy? Đáng ghét. Vù. Liên hoa kia hình như đã bị La Trinh khống chế rồi. Công pháp của La Trinh hình như có thể nuốt chân nguyên của người khác. Nhưng khoảng cách giữa liên hoa của Vương Nghiên Diểu hình như biến lớn hơn rồi. Thế này thì La Trinh khó mà thôn tính được chân nguyên của người ta. Chân nguyên của ngươi ta đã biết qua tấm gương trước đó rồi, ta làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ đó được. Boom. Quyền pháp của ngươi ta đã bị ta phá. Ta thật sự muốn xem thử. Tiếp theo đây, ngươi còn có thể cậy vào cái gì? Cho dù ta không còn cách gì nhờ cậy nữa, thì ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi thật sự cho rằng ngươi mình đồng ra sẵn thì có thể vô địch thiên hạ hay sao? Khí thế lớn quá, đó hình như không phải là tiên khí bình thường. Thanh quân tử kiếm này đã từng là bộ kiếm bên người của Thái Long Đế của Ngự Long Vương Triều thời thượng cổ. Nhục thể của ngươi không phải là rắn chắc lắm sao? Không biết có thể chống đỡ nổi thanh kiếm này của ta hay không? Tiên khí viễn cổ tuy nghe thì cũng là hại đấy, nhưng cũng phải chặt chúng được ta rồi hãng nói. Dẹp. Boom. Không biết ngươi làm sao có thể làm được tiên thiên nhị trùng, vậy mà lại có tốc độ nhanh như thế. Nhưng ta cũng đã nói rồi, dù ngươi có giỏi trò gì đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng thôi. Thạch tông chủ, có cần cứu La Trinh hay không? Không cần. Tên tiểu tử này mặc dù bị Vương Nghiên Diểu không ngừng truy sát, nhưng ngươi có thấy nét hoảng loạn trong trên mặt của hắn không? Tao đoán là hắn vẫn còn hậu chiêu. Xoẹt. Boom. Tìm chết nha. La Trinh không cần tay nữa rồi sao? Cậu ta không dùng tay, cậu ta muốn dùng tay không để đỡ sao? La Trinh sắp thua rồi. Thuận theo sức mạnh của chiêu này quét qua một vòng, rồi lại thuận thế hướng về cánh tay phải là được rồi. Chiêu này căn bản không thể thay đổi được cục diện. Xe. Tên tiểu tử này luôn có một vài cách có thể nghịch chuyển. Hỏng rồi, khoảng cách quá gần, không thể ngưng kết liên hoa. Dầm hừ. Boom. Ngươi tưởng rằng đánh giáp lá cà thì Vương Nghiên Diểu ta sẽ sợ ngươi hay sao? Ta vẫn còn liên hoa chiến thể còn chưa tung ra. Thực ra ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi có thể tung ra liên hoa chiến thể gì đó của ngươi. Ta cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội. Nhận thua đi, ta đã nói rồi, không cần đợi đến 3 năm. Ngươi hiện giờ đã chẳng phải là đối thủ của ta rồi. Cho dù ngươi có cái gì gọi là liên hoa chiến thể vẫn chưa sử dụng, nhưng thử hỏi, ta cũng đã dốc hết toàn lực ra chưa? Ta đường đường là thần chiếu cảnh, vậy mà ngay cả một tên tiên thiên nhị trùng cũng không địch lại nổi, còn tự oanh hoang cho mình là thiên tài. Lòng võ đạo của hắn hình như đã bị dao động rồi. Mình có nên giúp hắn hay không? Vương Nghiên Diểu là đệ tử đắc ý nhất của ta, hôm nay tẩu hỏa nhập ma thì ta cũng chỉ đánh bất lực. Qua wow, La Trinh giỏi quá, La Trinh thắng rồi. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, 3 năm sau ta với ngươi tái chiến, nhưng nhất định sẽ không thắng nổi ta đâu. Nhưng nếu ngay cả dũng khí đuổi theo ta mà ngươi cũng không có, thì không bằng chết đi cho xong. Thế giới này rộng lớn như vậy, núi cao còn có núi khác cao hơn. Ngươi kiêu ngạo như vậy chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. La Trinh, cho dù ngươi đã thắng Vương Nghiên Diểu thì cũng chưa có hiếp người quá đáng. Vẫn nên khiêm tốn tu luyện đi. Vương Nghiên Diểu cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ rồi. Hắn biết rõ Vương Nghiên Diểu đã sắp bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là muốn dùng lời nói kích hắn để giúp hắn quay về con đường chính đạo. Xem ra là đã coi thường La Trinh rồi. Từ trước đến giờ, ta đều tưởng rằng cả toàn phong đại trận là vật trong túi của mình. Mãi cho tới khi gặp được ngươi, cứ tưởng rằng trận đấu đầu tiên gặp được ngươi thì sẽ rất nhẹ nhàng, không ngờ lại thua thảm hại đến vậy. Ban nãy ta còn chưa nghĩ thông làm sao ta có thể bại dưới tay một kẻ như ngươi, nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Cảm ơn ngươi.
Sư phụ, đệ tử đã linh ngộ, muốn được bế quan tu luyện. Những trận đấu còn lại, đệ tử sợ rằng không thể tham gia nữa rồi. Yên Diểu đi đi, ta cho phép con bế quan. Sự tiến bộ của loại trinh này nhanh như vậy, nếu không nhanh chóng loại trừ, rất có thể hắn sẽ báo thù chúng ta. Nhưng hiện tại cũng không thể tìm ra đệ tử có thể đánh bại được hắn trong trận đấu. Không, còn có Khương Thế Ni. Khương Thế Ni, ý ngươi nói là để Thế Ni ra sân giết chết Na Chính? Thiên Khuynh, ta thấy ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Thế Ni là đồ đệ của ta, nếu nó ra tay giết chết Na Trinh, ngươi cảm thấy Tô Linh Vận sẽ bỏ qua hay sao? Như vậy sẽ là cách tốt nhất, không phải sao? Tô Linh Vận đang rơi vào tình cảnh đấu đá của hoàng tộc, đâu có thời gian để chú ý đến Na Trinh nữa. Đây, vậy được, chuẩn bị xuất chiến giết chết Na Trinh. Tuân mệnh. Ngọc Nữ Phong, Huyền Tiêu Vân Niên đối với đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hình. Bùi Sư Ca, ta rất ghét phải giao đấu với nữ nhân. Tại sao? Không phải mỗi cũng là nữ nhân hay sao? Quá yếu đuối. Các người nói xem, hai cô nương này ai là hại hơn? Huyền Tiểu Yên, Ngọc Nữ Phong, Tiêu Thiên Kiểu Trùng. Có lẽ là Mạc Vũ Hình, do dù cũng là đệ tử thân truyền. Mạc Vũ Hình đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông, Thần Chiếu Cảnh. Không phải nói chứ, Huyền Tiểu Yên cũng rất giỏi, chỉ trong thời gian hơn 2 năm đã tu luyện đến Tiên Thiên Nhất Trùng, đạt đến Tiên Thiên Kiểu Trùng. Nếu không chừng có thể lập được thành tích như Na Yên năm đó. Tần Cương, Tiểu Vũ Phong, Tiên Thiên Tam Trùng. Ai thèm quan tâm người nào lại hơn. Ta thấy hai cô nương này đánh nhau đến mức quần áo trên người rách nát hết đi. Đợi chút xuân quang như vậy mới tốt. Nhảy xuống rồi. Mã Vũ Huynh hoàn toàn không để ý đến quy tắc. Không phải lên sân rồi thì sẽ không thể xuống sao? Vừa rồi lời nói của Tần Cương bị cô ta nghe thấy rồi. Vừa rồi ngươi nói muốn nhìn thấy xuân quang. Mà cô nương nghe nhầm rồi, vừa rồi không phải ta nói. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy, không phải là không thể. Nhưng sau khi nhìn xong, hãy khoét con mắt của ngươi xuống. Không nhìn, mà cô nương, ta không muốn nhìn. Không nhìn thì thôi, nhưng vừa rồi ngươi dùng cái miệng để nói. Vậy hãy để ta cắt nữa ngươi xuống. Mà cô nương, đệ tử của Tiểu Vũ Phong ta ăn nói hồ đồ, ta nhất định sẽ xử phạt theo quy tắc. Tần Cương, mau xin lỗi mà cô nương. Mà cô nương, ta sai rồi. Ta không nên nói những lời lẽ vô lễ như vậy. Hy vọng mà cô nương lượng thứ. Cái mắt hay là cắt nữa người chạy một đi. Mặc dù đây là do Tần Cương nói, nhưng Văn Đạo Sư lại ra hiệu cho ta. Mà cô nương, Tần Cương cũng đã nhận sai rồi. Ta thấy cô nương nên bỏ qua đi. Nếu như vậy xin lỗi là xong. Vậy mọi người chỉ cần dùng miệng nói để đối đãi với nhau, cần gì phải luyện võ. Xin lỗi chính xác là phương thức thỏa hiệp của kẻ yếu đuối đối với người mạnh mà thôi. Nhưng mà cô lương muốn khép mắt cắt lưỡi, vậy thật sự là quá đáng. Nếu thực lực của hắn không bằng ta, vậy bổn cô lương muốn làm gì thì làm đều không quá đáng. Nếu như thực lực của mặt cô lương không bằng ta, vậy có phải ta muốn làm gì với cô thì làm đều không quá đáng? Không sai. Nhưng nếu người bạn dưới tay ta, vậy phải xử lý tại, vậy phải chịu sự trực, vậy phải chịu sự thử sự 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 xử lý của ta. Có thể, vậy chuyện của Tần Cương cứ thế bỏ qua đi. Bỏ qua, kẻ mạo phạm ta đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Dừng tay, boom. Cô ta cũng là người biết lặng nhẹ. Cái này so với đục khuét hai nỗ kia ý nghĩa hơn nhiều. Nếu thắng, ta sẽ xử lý Na Trinh thế nào đây? Ngươi thiên phú rất tuyệt, thường lực cũng rất mạnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại sao? Từ biểu hiện vừa rồi của ngươi có thể thấy được, ngươi không có đủ căm hờn đối với đàn ông, nên chắc chắn ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta đối với đàn ông không căm hận, ta không chừng lại có căm hận với nữ nhân. Căm hận với nữ nhân ta không tin. Không tin ngươi có thể thử. Tuyệt đối không thể thua ở đây. 2 năm ta tu luyện ngày đêm là muốn dạng danh trong Ngọc Nữ Phong. Sáng sớm, chiều tối, ngày qua ngày không ngừng nghỉ. Ngọc Nữ bắt hoa kiếm, dẹt. Chiếc tiểu kỹ vặt vãnh, khen, dẹt dẹt. Mạnh quá. Nữ nhân ra tay hung tàn như vậy,
À, thật sự rất thích. Vù, khen khen. Tuyển cô nương, nhìn bộ dạng của ngươi hình như không phục. Không sao, ta có thể cho ngươi thêm cơ hội nữa. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, nếu lại thua ta tiếp. Ngươi phải chịu xử lý của ta thế nào? Ta nhận thua. Tại sao? Ta đâu phải là quỷ, ta đâu phải là quỷ. Cô còn đáng sợ hơn cả quỷ. Xem ra kỳ tích của Na Yên không dễ dàng lặp lại như vậy. Hiện tại nữ nhân cũng lợi hại như vậy, áp lực của chúng ta càng lúc càng lớn. Tiền Tiểu Yên rất mạnh, chỉ là Mạc Vũ Hinh đó quá đáng sợ, cô ta còn chưa dùng ra hết sức. Dạ sao Tiểu Vũ Phong Na Trinh đối với đệ tử thân truyền Khương Thế Ni? He he, Khương Thế Ni đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông Thanh Chiếu Kính. Khương Thế Ni nghe nói là đệ tử của Ngũ Tử Thanh Chân Nhân, không biết Na Trinh sẽ đối phó như thế nào. Nếu Na Trinh vẫn có thể qua được cửa này thì thật sự là quá tuyệt. À, đệ tử của thân truyền của Tử Thanh Chân Nhân, trận đấu bắt đầu. Chân nguyên hóa hình biến thành tình trạng một thể sao. Công pháp người này cùng với luyện thuật và thích sát, muốn che giấu sao? Khương Thế Ni này hình như là ảnh tộc. Tộc này thiên sinh có thiên phú thích sát và linh hồn mạnh mẽ, trong hàng trăm năm thích sát vô số đế vương. Đó chẳng hẳn phải là Na Trinh gặp nguy hiểm rồi sao? Na Trinh, người khác sợ ngươi, nhưng ta thì không. Không có ai có thể thoát khỏi ám sát của anh tộc. Dạ sao, dung thể sao, ha ha. Ngươi vẫn còn có thể cười. Ta cho rằng ngươi phải ác khẩu rồi chứ, hả? Thiên mô mị ảnh, xẹt. Công pháp của ngươi thật sự rất lợi hại. Nếu không phải do ngươi bị ta khiêu khích thì thật sự khó mà tìm được. Cho dù ngươi tìm thấy thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như vậy tại sao không trực tiếp đánh bại ta đi, còn ở đó mà làm con rùa rụt cổ? Đáng ghét. Không, thân là một thích khách chuyên nghiệp, phải gạt bỏ kiêu ngạo, phẫn nộ. Trọng tài, hắn không đối kháng chính diện với ta, có phải ta có thể nghỉ ngơi được không? Khương Thiếu Ni này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Danh tính của Khương Thiếu Ni nhất định là giỏi, chỉ giỏi chém gió, mau nhận thua đi. Na Trinh, chán quá ngồi xuống rồi, hắn vẫn chưa ra tay sao? Na Trinh này quá nham hiểm. Không biết Khương Thế Ni đang trốn trong bóng tối kia có tâm trạng như thế nào. Ta càng ngày càng kỳ vọng đến lúc giao đấu với Na Trinh. Thắng hắn rồi thì ta có thể tùy ý xử lý hắn, không sợ thua hắn sao? Vậy sẽ tùy ý hắn xử lý. Không biết hắn sẽ xử lý người thế nào đây. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn được nữa, tâm trạng càng lúc càng kém, chỉ còn cách xuất diện hành động thôi.